Chào các bạn, và rất vui mừng chúng ta lại gặp nhau trong video tiếp theo của tôi trên kênh của Lê Văn Lực. Và trong video hôm nay thì tôi tiếp tục sẽ chia sẻ cho các anh chị và các bạn là cách để chúng ta thi chứng chỉ YouTube của Học viện Sáng tạo với khóa học là bắt đầu kênh âm nhạc của bạn trên YouTube như thế nào. Thì chúng ta vào cái link tôi để dưới cái phần mô tả để chúng ta có thể là vào đây để chúng ta thi cái chứng chỉ với cái khóa học bắt đầu kênh âm nhạc của chúng ta trên YouTube. Thì trong cái phần này thì chúng ta cũng có các cái bài học, và sau bài học thì chúng ta sẽ có cái kỳ thi của khóa học. Thì chúng ta sẽ vào đây chúng ta học hai cái bài học này. Khóa học này có hai bài học thì chúng ta xem lần lượt, học lần lượt từng bài một. Và chúng ta học bài thứ nhất, thì trong cái phần này chúng ta bấm vào bài thứ nhất và chúng ta thấy ở đây có hai cái nội dung, thì chúng ta bấm vào cái nội dung để chúng ta xem những cái nội dung này nói về gì. Phần video thì chúng ta có thể xem hoặc là chúng ta không xem, đấy là tùy. Tuy nhiên thì vẫn khuyến khích các bạn là nên xem để chúng ta biết được nhiều hơn về kiến thức của cái phần này. Còn để làm hoàn thành cái bài này thì đây là cái bước nhanh nhất, là các bạn làm theo tôi thì các bạn sẽ đạt được cái kết quả nhanh hơn. Đấy, ta có thể ta xem. Ta xem các cái nội dung như thế nào để ta biết được về những cái luật, về cái nguyên tắc khi sử dụng âm nhạc trên YouTube. Sau đó xong rồi ta sẽ xuống cái phần để kiểm tra kiến thức của chúng ta. Đây, trong các cái phần này đấy, đây là có hai cái câu hỏi trắc nghiệm, thì chúng ta đọc kỹ để chúng ta điền các cái nội dung vào. Thì các bạn có thể điền theo tôi ở trên màn hình xem để chúng ta điền vào cái nào đúng thì chúng ta chọn. Đấy, có hai câu hỏi thôi. Rồi, chúng ta sau khi chọn xong rồi thì chúng ta sẽ bấm vào phần tiếp theo để chúng ta chuyển sang cái câu khác. Đấy, những cái câu hỏi rất là dễ. Rồi, chúng ta bấm gửi. Đấy, như thế là ta đã làm xong cái bài kiểm tra của cái bài học đầu tiên. Bây giờ xong rồi ta sẽ chuyển sang cái bài học thứ hai. Đây, bài học thứ hai. Xong bài này thì ta sẽ chuyển sang cái kỳ thi cuối kỳ, cuối của cái khóa học. Thì cái phần video này chúng ta cố gắng xem hết để biết được cái nội dung của cái phần mà chúng ta đang học. Đây, trong này cũng có các cái nội dung chúng ta cần phải mở, bấm vào các dấu tích này để chúng ta mở ra các nội dung để chúng ta xem là nội dung trong cái phần này là viết nói những cái gì. Rồi, tiếp chúng ta cứ xem cho hết các cái nội dung ở trên đây. Rồi, mở hết các cái nội dung này ra để chúng ta xem. Đấy, chúng ta cứ chuyển từ từ để chúng ta đọc. Đấy, sau khi xem xong rồi thì chúng ta sẽ chuyển xuống cái phần cuối cùng là kiểm tra kiến thức của bạn qua cái bài học này, xem là chúng ta nắm được kiến thức đến đâu. Thì đây có 3 cái câu hỏi trắc nghiệm để chúng ta xem, làm lần lượt từng cái câu một. Đây, đối với câu này thì chúng ta sẽ trả lời vào đâu. Đấy, chúng ta bấm như thế này là thấy như thế là đã đạt được kết quả tốt rồi. Chúng ta bấm vào tiếp theo để chuyển sang cái câu khác. Rồi, rất là tốt. Rồi, bấm vào câu tiếp theo để chúng ta trả lời. Đấy, sau đó chúng ta bấm vào gửi. Đấy, như thế là ta đã làm xong cái bài kiểm tra kiến thức của cái bài học này rồi. Và nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ thực hiện cái kỳ thi của cái khóa học. Ta bấm vào. Bây giờ ta sẽ thực hiện làm các cái câu hỏi ở trong này. Phần này sẽ có 15 câu hỏi.
miễn sao chúng ta chỉ cần trả lời được trên 75% là chúng ta sẽ đạt được. Còn nếu mà dưới 75% thì chúng ta sẽ không đạt được cái kỳ thi và chúng ta sẽ bị loại và lại phải làm lại, học lại từ đầu. Đấy, cho nên là các bạn chỉ cần làm theo tôi là các bạn sẽ đạt được hơn 75% thì chúng ta sẽ đạt được cái kỳ thi này. Mà chúng ta cứ bấm theo tôi như trên màn hình là được. Đấy, tôi bấm vào câu nào thì mọi người cứ bấm vào câu như thế. Đấy, làm lần lượt từng câu một. Có gì không? Nên chúng ta đọc kỹ các câu hỏi để trả lời. Trong bốn cái câu này thì ta có thể chọn. Chú ý là phải tránh làm sao để đạt được từ 75% trở lên. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ bấm vào cái chữ tiếp theo để chuyển sang cái câu hỏi khác cho đến khi nào mà hết được 15 câu hỏi thì chúng ta sẽ nộp bài. Nếu mà đúng được đạt trên 75% thì YouTube sẽ gửi cho chúng ta một cái thư xác nhận hoàn thành của cái khóa học này và cấp chứng chỉ cho chúng ta. Đấy, như thế là cũng gần hoàn thành rồi. Chúng ta chú ý là cố gắng chọn chuẩn đúng để đạt được trên 75% số điểm đã được. Gần xong rồi, còn một chút nữa là chúng ta sẽ trả lời xong các cái câu hỏi trắc nghiệm này và hoàn thành kỳ thi của khoa học bắt đầu kênh âm nhạc của bạn trên YouTube. Ừ. Là kiến thức rất nhiều nha. Chúng ta cứ từ từ xem và từ từ mà làm. Cái này nó không quy định về thời gian, cho nên là các bạn cứ từ từ các bạn làm, miễn sao là đúng là được.
Còn câu này, câu cuối cùng nữa là sao? Như thế là ta đã làm bài kiểm tra đã xong rồi. Bây giờ ta sẽ bấm vào xem thư của tôi xem là như thế nào. Đây là thư xác nhận hoàn thành. Khóa học bắt đầu kênh âm nhạc của bạn trên YouTube của Học viện Sáng tạo. Vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho các bạn xong cái cách để chúng ta có thể là thi bắt đầu kênh âm nhạc của bạn trên YouTube của Học viện Sáng tạo. Và chúc các bạn sẽ hoàn thành tốt được cái khóa học này. Và trong video sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta thi tiếp một số cái khóa học tiếp theo của Học viện Sáng tạo để nhận tiếp một số chứng chỉ khác của YouTube. Cuối cùng xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của tôi.